Giá xăng dầu ở Mỹ hiện đang ở mức 3,4 đô la trên một gallon, tăng 50% so với một năm trước. Giá xăng tăng cao khiến nhiều người tiêu dùng ở Mỹ phải thắt lưng buộc bụng, hạn chế đi lại trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn đang đến gần. I budget everything to a minimum, but it definitely put a question mark. What are we doing? It's hard. I'm a stay-at-home mom, and we're limited on like what we can do, really, because of the gas prices. Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh xuất kho kỷ lục 50 triệu thùng dầu từ nguồn dự trữ chiến lược của Mỹ nhằm làm giảm giá xăng và các chi phí khác. Tôi muốn giải quyết một trong những thách thức mà các gia đình đang phải đối mặt, đó là việc giá xăng tăng cao. Đây là một vấn đề không chỉ ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Giá xăng dầu đã đạt mức kỷ lục trong thời gian gần đây ở châu Âu, châu Á. Chính vì vậy, hôm nay tôi thông báo xuất dự trữ dầu lớn nhất từ trước đến nay từ kho dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ để bảo đảm nguồn cung ứng mà chúng ta cần để có thể phục hồi sau đại dịch này. Ngoài ra, tôi đã tập hợp các quốc gia khác để cùng tham gia vào giải pháp này. Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã đồng ý xuất thêm dầu từ kho dự trữ của các nước này. Hành động hợp tác này sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề nguồn cung ứng và làm giá xăng dầu giảm. Ngay sau thông báo của Mỹ, Ấn Độ cho biết sẽ trích xuất 5 triệu thùng từ kho dự trữ chiến lược của mình. Chính phủ Anh xác nhận sẽ rút tới 1,5 triệu thùng. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tham gia. Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược là một kho dự trữ khẩn cấp để duy trì khả năng tiếp cận dầu trong trường hợp thiên tai, các vấn đề an ninh quốc gia và các sự kiện khác. Tại Hoa Kỳ, có khoảng hơn 600 triệu thùng dầu trong dự trữ. Bất chấp các tuyên bố lạc quan của Biden, Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác đã nói rõ là họ có ý định kiểm soát nguồn cung ứng để giữ giá cao trong thời điểm hiện tại.